chú anh chị và bạn đến kênh mình chơi miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ lắp đường ống nước sinh hoạt của chú anh chị và bạn. Thì mình cũng thường thì mình lắp toàn là ống lạnh không. Thì hôm nay mình sẽ lần đầu tiên mình sẽ lắp một cái dàn ống nước nóng đó, ở trong cái nhà vệ sinh đó. Nhà vệ sinh đã đục cái đường hết rồi nè, đục đường ống là mình gắn cái đường ống lạnh nước lạnh xong đó, xong chưa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp cái cống đi năng nóng mà năng lượng mặt trời nè. Thì cái máy này mình cũng mới mua đó, hiệu là Tosen gì nè. Thì lần đầu mình lắp cái đường ống này mà lấy kinh nghiệm coi được hay là không, thì mình cũng mời cô chú anh chị và bạn xem và có gì góp ý bình luận bên dưới cho mình biết, học hỏi thêm kinh nghiệm nha. Thì này để mình chia sẻ mình lần đầu tiên lắp ống nước nóng này như thế nào. Thì ví dụ mình làm được thì anh chị hoặc cô chú nào đó có muốn làm nước nóng dẫn nước ống mà nóng tại nhà thì cũng làm được. Thì đấy, mình quay lại chia sẻ cho cô chú chị và bạn xem. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp nha.
thì mình đã chia sẻ cho các bạn cô chú anh chị các bạn xem, thì mình đã đi được cái ống nước nóng của năng lượng nha. Tại vì do mình là hồi nào giờ mình chưa có lắp bao giờ, thì hôm nay anh chủ nhà nè anh yêu cầu mình làm nên mình làm, thì mình sẽ chia sẻ lại cho cô chú anh chị là các bạn xem. Mà khi mình làm thì nó thấy rất cũng là đơn giản nha. Đó thì mình muốn cái cỡ lớn thì nó có đầy đủ nguyên một bộ nằm đó đó, thì này nó có lớn nhỏ đầy đủ trơn. Mình muốn xài ống lớn thì xài lớn, xài nhỏ thì xài nhỏ. Đó, thì dẫn đường nấu lên đây này, quả ngang với nhau đó, thì đường nấu này cũng thấy mình thấy cũng rất là dễ. Rồi bên đây là một cái nhà vệ sinh, xài ống nóng và lạnh. Ra đây là một cái labo rửa mặt, thì mình pha nước vô để mua cái loại mà cái quanh tự pha đó, thì nó mình sử dụng là mình rửa mặt khi mà trời lạnh đó, rửa ra nó không bị lạnh nha. Đó. Đây, dòng qua đây luôn, đây ra ngoài này thì trên này có những cái đường ống để đi lên trên đó, mình có lắp một cái bồn trên đó thì cũng đang chờ. Đây này mình đấu một cái phá ở đây, đường ống vô. Rồi, vậy được chưa chủ nhà? Được hả? Rồi, thì mình cũng kết thúc clip ngắn của chú chị cho bạn. Hẹn của chú chị và các bạn trong những clip tiếp theo. Ok.